Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 9 trên trang web học trực tuyến của olm.vn Các bạn biết không, khi một thiết bị điện hoạt động, ví dụ như bóng đèn, quạt điện hay máy tính, chúng ta cần cung cấp một năng lượng cho nó. Vậy năng lượng này đến từ đâu và làm sao để biết thiết bị đó tiêu thụ bao nhiêu năng lượng trong một khoảng thời gian? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn trả lời được câu hỏi này. Trước tiên cô có một câu hỏi khởi động cho các bạn. Hãy quan sát hình ảnh của một bóng đèn. Trên bóng đèn này có xuất hiện một vài thông số. Các bạn có biết ý nghĩa của những con số này là gì không? Những con số này chính là các thông số liên quan đến năng lượng điện và công suất điện đó các bạn ạ. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Năng lượng của dòng điện, công suất điện. Nội dung bài học gồm 3 phần chính. Phần 1 năng lượng điện, phần 2 công suất điện và phần số 3 là công suất điện định mức. Phần đầu tiên, một năng lượng điện. Điện có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người. Phần lớn các thiết bị điện trong gia đình đều cần điện để hoạt động. Mỗi thiết bị khi hoạt động đều chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng hay cơ năng. Ví dụ như khi hoạt động, máy khoan chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu thành cơ năng, còn nồi cơm điện hay mỏ hàn thì chuyển hóa năng lượng điện chủ yếu thành nhiệt năng. Những ví dụ này chứng tỏ rằng dòng điện có năng lượng. Bây giờ các bạn hãy nêu một số ví dụ khác để chứng tỏ rằng dòng điện có năng lượng. Rất chính xác, một ví dụ thường gặp nhất là khi bóng đèn sáng, năng lượng điện đã chuyển hóa chủ yếu thành quang năng hoặc khi bàn là hoạt động thì năng lượng điện đã chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng. Những ví dụ này cho thấy rõ vai trò của năng lượng điện trong việc vận hành các thiết bị hàng ngày. Cô có một câu hỏi tiếp theo cho các bạn. Những thiết bị tiêu thụ điện sau hoạt động nhờ có năng lượng điện như đèn dây tóc, quạt điện, đèn huỳnh quang, bàn là điện, nồi cơm điện. Năng lượng điện sử dụng trong các thiết bị này đã chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào? các bạn rất hiểu bài khi hoạt động đèn dây tóc đèn huỳnh quang bàn là điện và nồi cơm điện đã chuyển hóa năng lượng điện thành nhiệt năng và quang năng còn quạt điện thì chuyển hóa năng lượng điện thành cơ năng và một phần nhiệt năng để tính toán được lượng năng lượng điện mà một đoạn mạch hay thiết bị tiêu thụ thì ta có công thức sau vk bằng u nhân Y nhân t trong đó, W là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ, có đơn vị là jun. U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, có đơn vị là volt. I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch, có đơn vị là ampere và t là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch, có đơn vị là giây. Công thức này sẽ giúp chúng ta xác định được cụ thể lượng năng lượng điện sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Vận dụng công thức vừa học, các bạn hãy tính năng lượng điện mà động cơ điện một chiều tiêu thụ trong thời gian là 30 phút. Viết hiệu điện thế giữa hai đầu động cơ là 12V và cường độ dòng điện chạy qua động cơ là 0,5A. Rất tốt! Để tính năng lượng điện mà động cơ tiêu thụ, ta áp dụng công thức V kép bằng U nhân Y nhân T. Thay số vào ta được V kép bằng 12 nhân 0,5 x 30 x 60 và bằng 10.800 Jun. Lưu ý các bạn nhớ đổi thời gian T sang đơn vị là giây nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một khái niệm quan trọng khác, phần 2, công suất điện. Công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Để tính công suất điện, chúng ta có công thức sau. P bằng V kép chia T và bằng U nhân Y trong đó thì P là công suất điện của đoạn mạch có đơn vị là watt, ký hiệu như sau. W là năng lượng điện mà đoạn mạch điện tiêu thụ có đơn vị là jun và T là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch có đơn vị là giây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách áp dụng công thức này qua một vài ví dụ nhé. Tính công suất điện của một bóng đèn và năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ trong 3 giờ biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V và cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,3A. Các bạn đã làm rất tốt. Để tính công suất điện của bóng đèn, ta áp dụng công thức P bằng U nhân Y bằng 220 nhân 0,3 và bằng 66W. Từ đó ta tính được năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ, V bằng U nhân Y nhân T hay là bằng P nhân T. Kết quả là bằng 712.800 J. Chúng ta đã tìm hiểu về công suất điện và cách tính toán lượng năng lượng mà các thiết bị tiêu thụ. Bây giờ cô muốn giới thiệu đến các bạn một khái niệm quan trọng khác trong phần số 3, công suất điện định mức. Trên nhãn của mỗi dụng cụ điện thường có ghi hiệu điện thế định mức và công suất điện định mức. Các bạn cùng quan sát hình. Đây là hiệu điện thế định mức và công suất điện định mức của một bóng đèn. Trong đó thì hiệu điện thế định mức là hiệu điện thế để dụng cụ điện đó hoạt động bình thường và công suất điện của thiết bị khi hoạt động bình thường thì được gọi là công suất điện định mức. Để củng cố kiến thức về công suất điện định mức, các bạn hãy giải thích các chữ số có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện sau. Rất tốt, với bóng đèn pin ghi 2,5V và 2,5W có nghĩa là khi cung cấp hiệu điện thế định mức 2,5V thì nó hoạt động bình thường với công suất định mức là 2,5W. Tương tự với bàn là điện 220V 1000W là khi cung cấp hiệu điện thế định mức 220V thì bàn là hoạt động bình thường với công suất định mức là 1000W. Với bóng đèn sợi đốt 110V và 100W thì khi cung cấp hiệu điện thế định mức 110V thì bóng đèn hoạt động bình thường với công suất định mức là 100W. Một bài tập tiếp theo có nội dung như sau: Một bóng đèn điện 220V, 60W, nếu được dùng đúng công suất điện định, định mức thì năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ trong 4 giờ là bao nhiêu? Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là bao nhiêu? Các bạn đã rất hiểu bài. Để tính được năng lượng điện mà bóng đèn tiêu thụ thì ta áp dụng công thức với kép bằng U nhân Y nhân T bằng P nhân T thay số vào ta được 60 nhân 4 nhân 3600 và bằng 864.000 Jun Ở đây cô đã đổi 4 giờ sang đơn vị dây bằng cách lấy 4 nhân với 3600 Các bạn lưu ý phần này nhé Tiếp theo để tính được cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn thì ta áp dụng công thức Y bằng P chia cho U. Thay số vào ta được 60 chia 220 và tính được cường độ dòng điện bằng 3 phần 11A. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Các bạn cùng quan sát lại trên video những nội dung quan trọng và công thức tính năng lượng điện cũng như công suất điện. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video bài giảng. Để làm thêm nhiều bài tập vận dụng, hãy tham gia khóa học tại olm.vn. Và đừng quên theo dõi kênh học trực tuyến cùng OLM nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.